Nơi biến ước mơ thành hiện thực. Nơi gửi trao những niềm tin trọn vẹn. Nơi nâng niu từng giá trị của cuộc sống. Ames English, Live Your Dream. 15 năm với những nỗ lực vươn mình không mỏi mệt, đồng hành với biết bao ước mơ Việt, Ames English tự hào là nơi gửi gắm niềm tin, nơi chắp cánh cho những tương lai rực rỡ. Hơn 100.000 học viên, 22 cơ sở trên toàn quốc là những giá trị bền vững mà các học viên dành cho Ames trên suốt chặng đường phát triển. Học tập trong không khí hứng khởi nhất, trải nghiệm trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp nhất. Tại Ames, mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ hỗ trợ học tập đều đi đầu những xu hướng mới trên thế giới. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Ames English đã tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục ngoại ngữ. Với sứ mệnh biến ước mơ thành hiện thực, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ mà ai cũng có thể sở hữu. Ames English mang đến những chương trình học đa dạng dành cho mọi lứa tuổi. Là những gam màu trẻ thơ rực rỡ, thú vị và đầy cảm hứng. Là hành trang vững bước tương lai. Là sứ mệnh mang tiếng Anh tới gần hơn với cộng đồng. Ames tự hào đã mang lại kết quả cao cho hàng chục ngàn học viên với giáo trình được biên soạn độc quyền theo tiêu chuẩn quốc tế được chuyển giao trực tiếp từ Mỹ. Giải pháp áp dụng công nghệ 4.0 mà Ames English tiên phong dẫn đầu tại Việt Nam sẽ là chìa khóa khắc phục các khó khăn trong đào tạo ngôn ngữ của mô hình học online và truyền thống. Không còn là những áp lực lo lắng, mỗi ngày tại Ames là một niềm vui mới với những hướng khởi mới, nơi sở thích và đam mê được tỏa sáng. Một môi trường hứng khởi, sáng tạo, những cơ hội khám phá và nâng cao kỹ năng bản thân, đó là những giá trị thiết thực nhất Ames English muốn mang đến cho tất cả học viên trong các chương trình hoạt động ngoại khóa của mình. Nỗ lực không mỏi mệt biến ước mơ thành hiện thực, Ames mang đến một môi trường học tập quốc tế trọn vẹn nhất với đội ngũ 100% giáo viên bản ngữ có đầy đủ chứng chỉ giảng dạy quốc tế, dày dặn kinh nghiệm, chân thành và đầy nhiệt huyết. Là đối tác vàng của Hội đồng Anh, Ames English luôn cam kết điểm đầu ra cho các học viên trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL, Cambridge. Tại đây, mọi tư duy, kỹ năng song ngữ đều được trau dồi và phát triển trong môi trường học tập tuyệt vời nhất. Là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn với chương trình tiếng Anh doanh nghiệp như Bộ Tài chính, Công ty Samsung Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viettel, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Ngân hàng Techcombank, Hệ thống Giáo dục Vinschool, Khách sạn Metropole. Ames tin tưởng đã đóng góp xây dựng nên một môi trường làm việc quốc tế, năng động và hội nhập tại Việt Nam. Bé Diệp Anh nhà mình bây giờ được các thầy cô khen là phát âm rất là chuẩn. Và đặc biệt là khi mà giao tiếp với người nước ngoài, bé không còn nhút nhát như trước nữa, mà rất là tự tin khi giao tiếp. Cảm ơn Ames English. Trước đây thực sự khi tôi giao tiếp tiếng Anh với mọi người, tôi thực sự rất là ngại. Nhưng từ sau khi tôi đến trung tâm Ames và học qua một khóa giao tiếp tiếng Anh ở đây, tôi đã tự tin hơn khi giao tiếp với người bản địa. Em đến học tiếng Anh ở lớp Active English ở trung tâm Ames này hàng tuần. Và cách dạy học ở đây rất là mới lạ và nó tạo cảm hứng cho em trong học tập, cũng như là tăng tính tự giác và khả năng tập trung cao độ. Đặc biệt thì trong quá trình học tập ở đây thì đội ngũ giáo viên, các thầy các cô luôn theo sát từng bước học của bọn em. Và em thật sự rất vui khi đã chọn theo học tiếng Anh ở trung tâm Ames này. Những mầm non ấy đã tỏa sáng, những ước mơ ấy đã được chấp cánh bay cao. Và Ames vẫn không ngừng nuôi dưỡng sứ mệnh thiêng liêng là người bạn đồng hành thân thiết trên con đường đi tới thành công và biến ước mơ thành hiện thực. Ames, live your dream.